Một thông tin rất đáng quan tâm dành cho các sĩ tử sẽ tham gia kỳ thi tuyển Trung học phổ thông quốc gia năm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2016. Trả lời báo chí, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định rằng năm nay kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ tổ chức xét tuyển tập trung đối với các trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là giải pháp giải quyết lượng thí sinh ảo cũng như những vướng mắc về bất cập xét tuyển đã từng vướng mắc trong năm 2015. Theo đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo, việc xét tuyển chung là giải pháp kỹ thuật hỗ trợ công tác tuyển sinh tốt hơn mà không vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh của các trường. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ các trường thực hiện xét tuyển chung thay vì các trường hay nhóm trường xét tuyển riêng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động xây dựng phần mềm xét tuyển chung và đã chạy thử với dữ liệu giả định. Sau khi có kết quả đăng ký xét tuyển năm 2015, tổ kỹ thuật chạy thử với số liệu thực tế. Kết quả cho thấy xét tuyển chung là hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật. Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng xét tuyển tập trung thực chất là xét tuyển cho một nhóm lớn hơn, nhóm tuyển sinh như nhóm do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, gọi là nhóm GX. Vì vậy, không cần thiết phải tồn tại các nhóm nhỏ như GX và các nhóm khác nữa. Tất cả các nhóm này sẽ nhập vào cùng một nhóm chung toàn quốc.